Chào tất cả anh em, mình là Tà Bộ Độ. Hôm nay mình sẽ làm clip đánh giá sơ qua về chiếc Akamovic tem khắc laser lục giác to. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua về chất liệu của con này. Chất liệu của con này đầu nó là đầu carbon fiber xịn. Đây em nhìn này. Ok. Và tem khắc laser rất cao cấp. Anh em nhìn các led chữ của nó chuẩn xác. Và anh em nhìn cầm rất lặng, tại vì con này nó không phải là full carbon anh em nhé, full carbon thì nó rất nhẹ đâu, con này cầm rất lặng tay. Thì mình có ấn tượng đặc biệt với con này thì là nó rất giống hàng xịn, nó giống hàng xịn đến theo cái cá nhân mình nghĩ nó đến về tầm độ 98%, giống hàng xịn đến 98%. Thì đây bên cạnh nó cũng là một con Akamovic lục giác to, nhưng em nhìn cái lớp sơn của nó này thì nó sơn nó đậm hơn. Đây anh em quay ra vẻ ngoài cơ thể mình nhìn rõ là hai cái con màu, nó một con màu rất đậm và một con màu nó tươi, nó như kiểu titan ấy, nó như kiểu titan nguyên chất. Anh em cái titan nguyên chất chưa khó lên màu ấy thì nó cũng màu tương tự như con này, nó tương tự như con này là titan nguyên chất, nhưng con này không phải titan nguyên chất, con này chỉ là thép cao cấp, cực cao cấp luôn. Đấy, hai con anh em nhìn khác biệt luôn, cùng là lục giác to. Và một điểm khác biệt nữa ở cái con này, một điểm mà mình thích nhất ở con này chính là cái miệng, cái họng bổ nó ra. Anh em nhìn họng bổ nó làm kiểu bầu bầu rồi. Đấy, nó làm kiểu tròn tròn bầu bầu này, giống hàng xịn kinh khủng khiếp luôn. Và cái con này anh em nhìn thì nó khác, nhìn nó không được đẹp như con kia. Đây anh em xem, anh em thấy không, một sự khác biệt rõ ràng. Con kia họng nó bé hơn rất nhiều, và con này họng nó to hơn. Thì đảm bảo họng của con Akamovic tem khắc này thì nó sẽ cho ra âm thanh trầm ấm hơn, uy lực hơn, còn con kia sẽ bị bẹt tiếng. Cho dù là hai lon kích kích cỡ dài bằng nhau nhưng mà cái họng ra rất quan trọng. Thì mình rất rất ấn tượng con này luôn, là cái độ hoàn thiện nó rất sắc sảo và tinh tế. Anh em nhìn này, còn đây phần cuối của này đây, hai tai bô anh em nhìn ra. Và con này hai tai bô của nó làm rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Anh em nhìn cái chỗ đầu vào này, họng vào cắm cổ vào đây, nhìn nó làm rất đẹp tinh tế luôn. Và con này thì trơn thôi, cái này nó không nói lên quá nhiều điều, nhưng mà nhìn tổng thể hai chiếc bô với nhau thì anh em xem là nó chất như thế nào, quá đẹp luôn. Nó như là xịn và cái giá của nó thì quá mềm. Con này lỗ rất hay, con này Akamovic lục giác này mình bây giờ cái lô này mình bán hàng thật, nhưng mà cái lô này mình không nhập nữa. Cái lô này là cũng đầu carbon xịn đây, mình không nhập nữa vì nó lỗ rất rát. Cái miệng của nó ra bé quá, anh em nhìn này, cái miệng của nó ra bé quá nên mình gần như là mình không nhập nữa rồi, mình chỉ còn vài cái tồn. Anh em nào thích thì mình bán rẻ cho thôi, còn mình cũng không bán nữa tại vì tiếng nổ nó không hay. Mình bán bô thật, nhưng mà cái con nào mình nhập về mình test thử không hay nữa, không hay nổ không hay là gần như là mình không nhập nữa. Đấy, cái con này không phải là cái con mình hơn 1 triệu đâu, con này cũng hơn 2 triệu cơ anh em ạ. Anh em có thể ngắm toàn bộ cái bô Akamovic. Thường thường mình làm clip đánh giá bô thì mình sẽ làm vào buổi tối nên là nó không được sáng cho lắm. Anh em nhìn tổng thể con này thì nó phù hợp lên rất nhiều cái dòng xe khác nhau, nhưng mà nó phải lên từ dòng 150 cc trở lên thì nó mới uy lực được anh em nhé. Còn 135 thì thực sự ra là, thứ nhất là 135 như kiểu Exciter 135 thì nó không hợp với dáng. Còn con này thì ra mà mình thấy rất nhiều anh em, cái con Akamovic này rất nhiều anh em độ lên con SH rất đẹp, SH nhập SH Việt độ lên đều rất đẹp. Và các dòng xe phổ thông côn tay như Exciter 150 hoặc Winner lên con này thì thôi cũng chấm hết luôn. Cái con này sẽ phù hợp với độ
từ 150cc đến 1000 hoặc là 1300cc đều ok. Rất đẹp luôn. Xe từ 150 lên rất đẹp. Nói chung là con này lên bất cứ một con nào đều ok. Mình thấy cái dáng con này rất đẹp. Nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian làm clip giới thiệu cho anh em. Mình về con này cũng nửa tháng nay rồi. Nhưng mà thứ nhất là bận, nhiều lúc rảnh ấy thì lại không nhớ ra làm clip giới thiệu cho anh em biết cái mẫu bô mới này. Nhìn có vẻ rất giống nhau với con kia đúng không ạ? Rất nhiều cái con, còn một con nữa là đầu nó sơn carbon thôi, giống hệt nhau luôn. Con như thế này nhưng mà lại sơn carbon có hơn 1 triệu thôi. Con như này mà sơn carbon hơn 1 triệu, còn con này vẫn là 2,8 triệu. Và mình nói luôn giá của con này, giá của con này là 3,3 triệu anh em nhé. Nó chênh nhau không quá nhiều nhưng mà thật sự chất lượng của nó thì quá cao cấp. Để mình đánh giá thì nó, để so với hàng chính hãng thì nó phải đạt đến 98%. Làm quá tỉ mỉ, quá đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình nhé.